Giảm cân cấp tốc 5kg sau 2 tuần chỉ nhờ uống nước gừng tươi. Chỉ trong 2 tuần, bạn có thể tiêu diệt mỡ thừa, mỡ cứng đầu ở các vị trí như eo, hông, đùi, bắp đùi một cách rất nhanh chóng với nước gừng mà không cần bất kỳ loại thuốc giảm cân nào cả. Những ai đang trong tình trạng thừa cân, ngấn mỡ tung tóe ở eo, hông, bắp tay, bắp chân, lưng thì đừng bỏ lỡ phương pháp giảm cân bằng gừng hiệu quả này. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g gừng cộng với 2 lít nước. Cách thực hiện như sau. Bạn mua gừng về, nhớ chọn gừng ta, củ nhỏ. Sau đó bạn đem rửa sạch, rồi thái lát mỏng. Chuẩn bị một nồi nước 2 lít đun sôi, sau đó cho gừng thái lát vào và cho nhỏ lửa đun riu riu trong 15 phút thì tắt bếp và để nguội. Chú ý: nước gừng nên dùng hết trong ngày, nên khi đun bạn cần giới hạn lượng nước. Tùy theo sở thích của bạn, bạn có thể uống đặc hay loãng để cho phù hợp với khẩu vị của mình. Cách sử dụng như sau. Bạn uống nước gừng thay nước lọc cả ngày sẽ giúp bạn thanh lọc, thải độc, tiêu hóa mỡ hiệu quả. Nếu bạn không muốn uống nước nguội, bạn có thể cho vào fridge hoặc là ấm giữ nhiệt để uống nóng bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy ngán nước gừng, bạn có thể đổi sang làm trà gừng để uống. Hướng dẫn làm trà gừng bạc hà. Chuẩn bị một củ gừng, cạo sạch, thái lát mỏng, rồi thả vào 500ml nước nóng, thả thêm 60g lá bạc hà và ít bột đậu. Khuấy sau 30 phút, bạn lọc bỏ bã là có thể dùng ngay được ly trà bạc hà. Nếu muốn, bạn có thể cho thêm chanh hoặc nước cam để dùng cùng. Chú ý, đừng cho đường, bạn có thể thay vào đó bằng mật ong, số lượng ít thôi nha, để đảm bảo cơ thể không bị tăng cân. Cách chế biến nước gừng thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần 5 phút mỗi ngày, bạn có thể đánh bay 2-5 kg mỡ thừa trong vòng 2 tuần. Nếu chưa tin, bạn hãy thử công thức này và trải nghiệm nó. Lưu ý: uống đủ 1 lít nước gừng mỗi ngày, uống 2 lít nước lọc, tập luyện thể dục kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, ngủ nghỉ đúng giờ. Không nên dùng nước gừng thanh lọc giảm cân cho những trường hợp sau đây: người bị bệnh gan, sỏi thận, trẻ đang sốt, người thân nhiệt cao, cảm nắng, dạ dày, tá tràng. Chúc các bạn giảm cân thành công.